giữa cặp đôi Tùng Lạng Sơn, Ốm Chip gặp Minh Béo và Thành Tít. Và bỏ nhỏ không thành công của Tùng Lạng Sơn. Có tiếng chưa ta? Trận đấy là bảo chị Ngân Lê cố lên nhá, thua thì về đây luôn. Đến với trận đấu họp này thì cặp đôi Tùng Lạng Sơn và Minh Béo cũng cùng là thành viên câu lạc bộ Võ Thị Sáu. Hai bôi đã thua trận trước nên sẽ phải tranh một suất để đi vào vòng trong. Giờ ra bóng đầu tiên là Tùng Lạng Sơn cầm giao bóng. Giao bóng rất tốt. Vâng vâng vâng, chú để đấy cháu. Chú xin nhé. Để tí. Rất tiếc bóng đi ra ngoài và xử lý bóng không tốt của Ốm Chip. Cảm ơn cô Trịnh Bích Lộc nhé. Cháu sẽ gửi lời động viên của cô đến Minh Béo và Thành Tít. Game đấu đầu tiên Tùng Lạng Sơn và Ốm Chip đã giữ được game, đổi giao bóng. Minh Béo sẽ là người cầm rơi giao bóng tiếp theo. Hôm nay em mình cũng đã dẫn học trò của mình đi tham gia giải đấu đầu tiên sau khi một thời gian dài tập luyện, dẫn học trò của mình đi ra biển lớn. Chào anh Ngọc Khổng Lồ nhé. Anh thi đấu đến đâu rồi? Và bàn lưới khá nặng, thẳng vào vị trí của Ốm Chip. Minh Béo phải nói là có những cú forehand rất nặng. Nhưng vận động viên nào có kỹ thuật lưới không tốt thì gặp em mình phải nói là rất sợ cú bắn. Anh lại đi Trung Quốc buôn lậu à anh Minh, à anh Ngọc? Và trả ra bóng không tốt của Tùng Sơn, đưa bóng đi ra ngoài, tỷ số 30 đều. Trả ra bóng không tốt của Ốm Chip, 40-30, lợi thế dành cho Minh Béo và Thành Tít. Giới thiệu một chút về đôi Tùng Lạng Sơn và Ốm Chip, cũng là đồng hương và cũng là cùng thời điểm tập luyện thi đấu cùng nhau của đội tuyển Hà Nội ngày xưa. Một thời gian khá dài Ốm Chip đã nghỉ thi đấu. Một năm trở lại đây anh mới tham gia lại
các diễn đàn và đi đánh giải lại. Và như vậy là Minh Béo đã giữ được game đấu của mình. Tỷ số được về thế cân bằng 1-1. Ốm Chip sẽ là người cầm rơ dấu bóng thứ 3. Trả cái bóng rất tốt của Thành Tiết dẫn đến cơ hội bắn lưới của Minh. Bình luận viên này thì không được chuyên nghiệp như bình luận viên Hùng, nhưng mà đang đang mất giọng cho nên là anh em nghe không rõ thì cũng thông cảm nhé. Hôm nay các bình luận viên chuyên nghiệp là bận hết rồi, cho bình luận viên nghiệp dư vào thôi. Hùng ơi, tắt điện thoại ra đi, bình luận viên cho tới nghỉ nghe đang cái. Mười lăm ba mươi. Hai đôi vận động viên đang tranh trận đấu off để bước vào vòng trong. Trận đấu nó đã có phần quyết định loại trực tiếp 30-30. Giao lại bóng 1, bóng chạm lưới. Forehand không thành công của Thành Tiết. 40-30, lợi thế nghiêng về đôi Tùng Lạng Sơn và Ôm Chip. Lợi giao. Ban tổ chức rất chu đáo chuẩn bị đồ ăn trưa và đồ uống cho tất cả các vận động viên trên sân. Đến giờ ăn trưa thì tất cả các vận động viên phải nạp năng lượng để có một ngày thi đấu đảm bảo thể lực. Kha vô lê khá đáng tiếc của Thành Tiết. Khá khen cho tinh thần của em Thành Tiết. Em cũng là một học sinh mới của MST do em Minh dạy dỗ. Em lần đầu tiên tham gia trình cao với tinh thần giao lưu học hỏi. Cọ sát là chính. Như vậy Ốm Chip đã giữ được game đấu của mình, nâng tỷ số lên 2-1. Các nội dung trình cao sẽ thi đấu trên 3 cụm sân. Cụm sân thứ nhất là sân Tình Quang, sân Xe Lửa và sân Garden. Tất cả các đôi win trận 1 sẽ di chuyển hết về sân Tình Quang để thi đấu vòng trong.
Và trả giá bóng rất hay của ông Chip khiến Minh Béo bất ngờ. Không 15 vẫn còn, rất đáng tiếc của ông Chip. Vô lề lỗi, tỷ số 15 đều. Tùng Lạng Sơn không còn biết nói gì với tình huống vừa rồi. Lỗi 1. Lỗi 2 rồi. Với trận đấu này thì thành tiết chưa đạt được phong độ tốt. Em khá thiếu tự tin trong các cú quả của mình. Tại ngoài rồi. Game đấu được coi là yếu nhất của cặp đôi Minh và Thành. Rất tốt. Như vậy là đôi Tùng Lạng Sơn và ôm Chip đã bẻ được dưa đấu của đôi Minh Thành, nâng tỷ số lên 3-1. Tùng Lạng Sơn sẽ là người giao bóng tiếp theo. Và tấn công không tốt của Tùng Lạng Sơn, bóng chui xuống đáy lưới. Backhand rất hay của Minh Béo khiến ôm Chip bất ngờ. Qua trận hai trận đấu vừa rồi cũng phải khá khen cho tinh thần thi đấu của thầy trò Minh Béo và Thành Tít. Mặc dù đến với giải đấu có phần trình độ yếu hơn các đôi khác, nhưng anh ấy đang bận mấy giờ? Như vậy là game của Tùng Lạng Sơn đã vừa bị bẻ. Tỷ số rút ngắn lại còn 2-3. Bên sân bên cạnh thì cũng diễn ra trận đấu giữa cặp đôi Lâm MST và em Thinh Minh Hiệp gặp đôi anh Võ Đang và đôi anh Thích. Lâm đang đánh ở cô nhá. Nhưng mà sân bên đó thì chưa được bố trí live stream. Giao bóng hai rất tốt của mình Béo. 15-0.
Và bắn lưới rất tốt, Bồm Chip đã đề phòng và đáp trả lại thẳng vào vị trí của Thành Tít, rất hay. Quả bóng rất khó chịu, vẫn còn. À, bắn lưới không thành công của Minh Béo. Đến với trận đấu phải ôm nặng như thế này thì Minh Béo chỉ còn đường bắn thôi. Yêu tiền dã là chính, không thể giữ bóng với cặp đôi đều được. Rất hay, còn không, rất hay. Tùng Lạng Sơn vừa có một cú bỏ nhỏ thành công. Anh Dũng ok, đánh đi đâu rồi? Tỷ số đang là 15-40 rồi. À, forehand rất tốt của Tùng Lạng Sơn đưa game đấu lên 4-2. Bóng Chip sẽ là người cầm giơ bóng thứ 7. Trả ra bóng không tốt của Thành Tít. 15-0. Ba mươi không cho Tùng và Ông Chip. Trả ra bóng lỗi rồi. Nếu như vẫn cứ theo tình hình này thì khả năng đôi Tùng Lạng Sơn và Ốm Chip sẽ thắng với tỷ số dễ dàng. Vận động viên Thành Tít cần phải về tập luyện nhiều hơn nữa để tiếp tục tham gia những giải đấu lớn như thế này. Và vô lê không thành công của Tùng Lạng Sơn. 40-15. Trả ra bóng rất hay, nhưng Tùng Lạng Sơn cũng không phải dạng vừa. Vừa có một pha bỏ nhỏ rất ngắn khiến mình béo bó tay. Tùng Lạng Sơn và Minh Béo cũng là anh em tham gia cùng câu lạc bộ VT6, cho nên trận đấu cũng không được căng thẳng cho lắm. Đến với game thứ 8, Thành Tít sẽ là người cầm giao bóng. Game này được coi là game yếu nhất của đội Minh Thành.
rất xa. Và bắn lưới và Tùng Lạng Sơn phản lại quả chéo sân, khiến Minh Béo chạy rất vất vả. 0-15. Và tấn công rất hay, nhưng điểm quyết định thì Tùng Lạng Sơn đã đánh bóng hỏng. Rất đáng tiếc. Mười lăm đều. Còn không, bóng ra ngoài rồi. Mười lăm ba mươi. Tuy là trình dưới nhưng Ôm Chip cũng có những cú forehand rất nặng, không kém gì Tùng Lạng Sơn. Và forehand ra ngoài của Tùng Lạng Sơn. Tỷ số 30 đều. Liệu Thành Tiết có giữ được game đấu của mình không? Giao bóng hai lỗi. 30-40. Như vậy là Thành Tít đã đốt hai quả liên tục, biếu không điểm cho đội Tùng Lạng Sơn và Ôm Chip. Kết thúc trận đấu, phần thắng nghiêng về Ôm Chip và Tùng Lạng Sơn. Xin mời mọi người đến với luồng livestream tiếp theo và các trận đấu hấp dẫn tiếp theo. Xin chào mọi người. Thank you.